tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức dòng bán kết và chung kết hội thao bóng truyền phong trào trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Dự hội thao có Trung tá Lê Trung Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Lê Văn Hoàng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh. Với tinh thần thi đấu nhiệt tình, sôi nổi và đoàn kết, trong thời gian một ngày, các đội đã thể hiện hết mình, cống hiến những pha chơi bóng đẹp mắt và đầy kịch tính quá trình thi đấu đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp của lực lượng của quân đội, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật trong thi đấu. Kết thúc hội thao, giải nhất thuộc về đội bóng cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về hai đội bóng là đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và tiểu đoàn huấn luyện cơ động.